Xin chào mọi người Cái video này sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 8 giờ 56 phút tối Ngày 4 tháng 5 2023 Ok Và video này mình sẽ nói về Bitcoin à, Cái màn hình này là cái màn hình đầu tiên à, Hồi tối mình có chụp lại Ok à, Hồi tối thì mình có giao dịch Trong cái buổi uh, FOMC meeting đó Ok Nói về cái vấn đề uh, bay bổng Thì nó không có nhiều Nhưng uh, nhiều lúc mà mình trade nghe thì mình sẽ chụp lại những cái màn hình và cái màn hình này cũng giống như là hồi tối mình chụp và để đăng lên ok lúc 1 giờ 42 phút ok cái video này mình sẽ nói nhanh hơn ok để à, à, vừa rồi nó có một sự bay bổng đâu 300 đô thì mình muốn đẩy cái thông tin này ra càng sớm càng tốt cho bạn để bạn à, có một sự chuẩn bị cho những gọi là những giờ tới đây ok à, thì rõ ràng ok lúc mình chụp cái màn hình lại á, thì nếu mình để những cái x này á có nghĩa là mình đặt những cái lệnh tới đây ok và nói chung là À, vừa rồi nó chốt được hết hai cái lệnh này, ok? thì nhiều lúc không phải lúc nào mình cũng sẽ cho bạn những cái tín hiệu giống như vậy, ok? nhưng nhiều lúc, ok? cho những người mà thất đêm, á, đó ok? À, lúc mình giao dịch thì mình sẽ cho bạn những cái tín hiệu giống như vậy để bạn có thể đi theo và chốt đơn, ok? trước đó thì mình đã cũng đăng là mình như thế nào thế nào đó, ok? thì um, bạn có thể đi theo, ok? nếu bạn muốn ok? À, cho những ngày mà mình quyết định là mình giao dịch thì mình sẽ chụp và gửi lên trên dán lên trên cái nền tảng um, Twitter, ok? À, tiếp tục hôm nay thì mình có làm có một cái video nghe mình tóm tắt lại cái cái FOMC meeting Powell đã tuyên bố điều gì ok thì ở đây mình đã tóm tắt lại cho bạn ok nó nằm ở trên cái tiền economy ok nằm trong regular video bạn có thể có thể coi ok à, tiếp tục thì uh, nhớ là cái vừa rồi cái tối hôm qua thì không có chuyện gì xảy ra hết giá cả bay mình đo lường đâu được hai phần trăm nghe cái điểm đỉnh và điểm đáy của nó thì không đáng kể Nói chung tất cả mọi người Gọi là mấy quỹ lớn Những người mà có tí 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 Chiều chiều đô Thì ngay bây giờ người ta không quan trọng Cái cái sự gọi là tăng lãi suất Nghe cái sự tăng lãi suất người Ngay bây giờ Ok mà mình cũng đã lập đi lập lại khá là nhiều lần rồi Là cái việc người ta quan trọng ngay bây giờ Là suy thái Suy thái và suy thái Ok bởi vì vậy Ok hồi hôm qua nó tăng 25 basis point Đem lên con số là 5 hoặc 5.25 point nhưng thị trường vẫn không bay bỏng, không bay bỏng cho máy Ok. À, nhớ là không phải nghe cái cái sai lầm mà trước đây mình đã làm vài cái video rồi là cái sai lầm cho những người trader lớn nhất là cái lệnh nào cũng vô hết. Bạn phải đợi nghe, đợi. Ok, cho một ví dụ. Giống như riêng ở ở đây và ở đây. Thì đây là một cái range, trên đây là 31.000. Ok, và ở dưới đây là 20 uh, 27.000 uh, 27.100. Ok thì nhớ nghe không phải là nếu được nghe bạn vô cái lệnh đó, thì bạn vô ở đáy cố gắng vô nó gần đáy ok rồi sau lên trên đó lên đỉnh gần đỉnh là bán ok thì mình xoay giữa cái uh, giữa điểm đỉnh và điểm đáy nghe cho những người mà nhảy vô nhảy ra nhảy vô nhảy ra cho những cái ngày mà gọi nó bay bổng nghe cũng giống như hồi tối hôm qua nó không có sự bê bổng thì cái đó là một chuyện khác nữa ok mua vô bán ra mua vô bán ra mua vô bán ra dựa theo những cái tín hiệu mà có thể là nếu mình có trade thì mình sẽ cung cấp và bạn cứ cứ chốt đợt ok thì lâu lâu mình sẽ làm một cái 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 vấn đề cho đó không phải là ngày nào mình cũng làm hết ok chừng nào nó bay bổng thì mình lúc mình giao dịch thì mình sẽ chụp cái màn hình và mình nói là mình đang giao dịch thì bạn có thể đi theo ok à, riêng cái màn hình này mình đang nằm ở trong cái khung ngày ok và giá bitcoin ngay bây giờ là 28 700 à 753. Ok, 753. À thì riêng nhìn vô cái cái bức tranh này á thì cái gọi là cái trend gọi là uptrend á, nó vẫn còn ở đó. Nhưng ok, nhưng ở đây này, cái những cái gọi là ngày kế tiếp á nó phải tạo một cái điểm cao hơn. Cao hơn. Ok. Và trong cái video vừa rồi mình cũng đã nói, ok. Để đi theo câu chuyện là bạn phải đi theo từng video bạn mới hiểu được câu chuyện chứ không phải là bạn cứ nhảy vô coi một cái video thôi là bạn hiểu hết bạn phải coi lại những cái video trước đây luôn ok bởi vì uh, nó nó gọi là cái này giống như là cái tập 15 mà bạn chỉ coi tập 15 thôi bạn không coi những cái tập trước đó, thì bạn sẽ không hiểu ok uh, thì vừa rồi là đây ok nhìn vô cái này ok hai ở hai nè là rất là rất là tốt uh, cao hơn nữa nè ok cao hơn nữa nè cao hơn nữa nè và bắt đầu là nó có quay cái đà là quay đầu đi xuống ok nếu nhà tiếp tục mà nó tạo một cái điểm điểm thấp hơn cái điểm này ok thấp hơn thấp hơn thì là cái trend nó là bắt đầu quay đầu đi xuống ok thì bạn nên quan sát những cây nến trong những cái ngày tới đây ok riêng osi cũng vậy luôn ok ok à, xuống 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 ok mình cần nghe nó điều chỉnh quay đầu đi lên để cho cái trend này có thể gặp cái ngày mà gọi là 30 à, 32.000 32.500 và 33.000 rồi sau đó sóng 2 sẽ xảy ra, ok? cái sóng số 2 là cái sóng hồi sẽ xảy ra, ok? Um, nếu chuyện đó xảy ra, ok? Um, thì đó là, đó là trên cái đó, ok? Um, về đây mình vẫn nằm ở trong cái khung ngày và cái mát đi, Mát đi ngay bây giờ nó chưa chứng tỏ một điều gì hết, ok? vừa rồi nó tới cái điểm gọi là cái điểm đáy của nó, ngay cái 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 khúc cuối cùng của nó thì nó tiếp tục đầu đi 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 đi, đi màu đỏ, cái này là khá là lạ nghe khá là lạ dựa theo những cái lịch sử vừa rồi của nó là thường thường là nó tới điểm đáy là nó chuyển vào màu xanh rồi ok nhưng đây nó cứ tiếp tục đi màu đỏ ok biết là nó đi theo theo giá ok đi sâu giá ok thì nó hơi lạ ok thì mình phải cần những cái tín hiệu xanh ok để mình biết là cái thị trường nó có thể lên một cái đợt sóng cuối cùng trước khi nó hồi ok không thì nó sẽ là nó chỉ hồi luôn ngay bây giờ và dựa theo những con giá nào để mình biết nó nó hồi ok Uh, ngay bây giờ mình sẽ nhảy vô cái khung 4 giờ và vừa rồi mình đi với nhau ok giá cả là đang nằm ở trong cái hình tam giác này nghe cái hình tam giác này một thời gian dần dài ok dần dài thì vừa rồi là thường thường nghe lúc nào tới cái mũi của hình tam giác ok nó càng tiếp tục nó đi trong cái hình tam giác này ok thì lúc nó bung á, thì nó sẽ bung mạnh hơn cho một ví dụ là ngay bây giờ nó bung thôi á Ok thì nó sẽ bung yếu hơn nếu mà nó tới gần cái đầu cái mũi. Ok, đầu cái mũi thì nó bung sẽ mạnh hơn. Và theo cái sự đo lường á thì nếu mà nó bung cho là nó bung ở ở đây đi ha thì cái con giá nó xuống khoảng cỡ cỡ 25 ngàn nghe mình không biết nó bung chỗ nào nghe không biết nó có thể là nó bung ngay chỗ này hay là nó bung ở mũi nhưng mà khoảng cỡ 25 ngàn 24 ngàn là cái cây nến nếu mà nó bung cái đợt nó bung thì nó bung đi xuống, ok và tại sao mình biết nó sẽ đi xuống, ok thì mình sẽ thấy nó cắt ngang vào cái vành đen và nó chốt những con số giống như 27.650 hay là 27.300 thì mình biết là cái xu hướng đi xuống rồi thì cái con số là 25.000 và 24.000 mình sẽ gặp, ok nhưng nếu mà nó bung và nó bung lên Ok nó bung lên Thì rõ ràng rồi Những cái con số này Hồi hôm qua mình đã chia sẻ với nhau Ok thì hôm qua là cái target là 28.700 Thì mình cắn được cái đó 29.300 thì mình cũng cắn được cái đó Ok Và tại sao mình cắn Mình lúc nào cũng đặt cái lệnh nha, Dưới nó 75 tới 100 đô Ok Và nó lên Nó cắn ngay chỗ đó luôn Ok ngay chỗ đó luôn Thì Thì bây giờ Cái con số kế tiếp là 29.000 à, 29.800 Ok thì bây giờ nếu mà để cái trend nó tiếp tục đi lên thì rõ ràng nó phải cắn con này, rồi nó cắn con này. Ok, rồi nó phá vỡ. Ok, rồi nó cũng phá vỡ cái trend màu đen này luôn. Ok, thì mình biết là nó sẽ đi lên. Và cái con số này mình cũng đập đi lặp lại khá là nhiều lần rồi. Nó phải đánh vỡ cái con số này là cái điểm điểm đỉnh, đỉnh vừa rồi của nó. Nó okay, cái đỉnh vừa rồi của nó thì mình mới gặp được con số 23.500 và 33.000 Ok và đây là gọi là những cái tín hiệu ok. Ồ oh, cái cho nó thay đổi. Ok mình có thể là ok nếu mà nó nằm ở đây một thời gian dài đúng không? Mình có thể mua vô và lên xả ra. Ok thì đây là những cái con số mà gọi là bạn có thể đu đỉnh vô để 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 mua bởi để, để 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 xả. Ok để lên là xả ok nhưng đu đỉnh thì đu đỉnh sao có nghĩa là bạn phải nhìn vô cái khung 4 giờ ok bạn nhìn vô SI ok nó khá là thấp và nó có cái đà đi lên ok chứ không phải là lúc mà nó lên tới 29.300 mà nó đã nằm ở trên giống như 67 70 70 mấy rồi á thì cái xu hướng là nó xuống lại cho nó không lên tên, lên tiếp ok phải nhìn vô OSI nữa ok cho một uh, mình giải thích là một lần nữa ok nếu bây giờ mà nó lên tới được 29.300 nhưng cái OSI mà nó nằm ở trên 75 Ok thì cái xu hướng mà lên tới uh, 30 mà uh, 30.500 hay là là 31.32 thì nó không có ít lắm. Ok, nhưng mà nếu mà nó nằm ở đâu khoảng cỡ uh, 30 nghe, uh, nó nằm đâu 40 hay là 50 thì cái đà nó có lên thì có, mình phải dựa theo cái RSI mình biết. Ok, bởi vì đây là con số khá là thấp nhưng mà nó còn con đường nó đi lên rất là còn rất là dài cách nhau khoảng 2 ba ngàn đô thì cái OSI nó phải nằm ở dưới chứ không được nằm ở trên quá ok thì đó là một cách có thể định hướng là um, nó có thể đà đi lên thêm được hay không ok uh, thì đó là mình bạn có thể vẽ một cái nến nó bắt đầu từ đây ok và dán nó cái chỗ mà nó bung thì bạn có thể biết là nó nó sẽ khoảng bung lên khoảng cỡ cỡ bao nhiêu ok um, tiếp tục okay? nhớ là cái sóng 2 vẫn nằm trên bàn nha ok cái để cho cái trend này gọi là nó complete đó. ok thì cái sóng 2 vẫn phải xảy ra nha. Ok mình sẽ cái đó khó coi hơn cái này. Ok. Sóng 2 vẫn xảy ra. Ok. Ngay bây giờ. Nghe sóng 2 vẫn nằm ở đó. Ngay bây giờ thì vẫn mình vẫn nói giống như cái câu chuyện trước đây mình kể cho bạn, có thể là thêm một đợt sóng lên nữa. Nghe, đánh vỡ 32.000, 33.000 rồi sau đó nó hồi bởi vì để nếu mà nó xuống như vậy á. Ok, thì nó mới có cái đà nó lên được được 45. Ok, à, 45 ok 45 ok 40 45 hoặc hơn nữa ok thì nó phải có một cái đợt đi xuống để nó nó tiếp tục đi lên cái con số đi xuống là con số bao nhiêu thì trước đây mình đã đập, đập đi lặp lại rất là nhiều lần rồi ok là con số khoảng cỡ 26.600 nè 25.300 này, 25 này 24.000 này Ok và con số tệ nhất là 22.000 Ok tệ nhất là dưới đây 22.000 nếu mà nó xuống Ok dưới đây xuống mà 22.000 mà nó không có cái đà đi lên luôn á thì cái bear market này gọi là sẽ sẽ còn tiếp tục và cái đáy vừa rồi 15.500 có thể là nó phá vỡ cái đáy đó luôn. Ok. Thì thì nó phải cân nằm trên những cái chống lưng ở đây. Ok. Và vừa rồi cái câu chuyện là nó chống lưng khá là ok. Nghe, khá là ok. Nó xuống đâu khoảng 27 000 27 100 200 là nó bật bên đi lên lại và nó nằm ở trong cái 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 hình tam giác này khá là lâu rồi. Ok. À, nhớ là cái con số này hồi nãy à, mình đã nói trong mấy cái video rồi ha. Đây là có thể là cái tín hiệu cuối cùng nghe Tín hiệu đầu tiên là đây à, là cái trend nó thay đổi đi lên tầm ngay vì nó đang nằm ở trong con số đó luôn. Ok. Tín hiệu thứ hai à, vừa rồi nó lên gần được tín hiệu thứ hai. Ok. À, hồi tối hôm qua. Đúng không? Nó lên là nó nó được lên được à, 29 à, 370. Ok, rồi nó hồi lại. Ok, đúng ngay cái con số mà mình mình đã nói với nhau. Ok, đúng ngay cái con số. Ok, thường thường những cái target của mình đưa ra thì uh, cái con số cực kỳ gọi là cái phần trăm chính xác rất rất là cao mình chưa um, dựa theo cái lịch sử vừa rồi mình chia sẻ cho bạn thì thường thường là nó dừng những đúng những những con như như là nó dừng đúng những cái con số mình mình đưa ra. Ok, và con số kế tiếp mình đưa ra là 29.800. Ok, tới đó có thể mà nếu mà sóng mạnh á, thì nó đi lên đánh vỡ luôn 30.000 à 50. Ok rồi tiếp tục đi tới những con số khác. Nếu không có thì uh, nó gọi là nó hết xăng rồi đó. OSI quá cao rồi đó, nó nguội lại thì có nghĩa là nó hồi lại và nó hồi lại thì nó hồi lại của con số này hoặc này. Ok. Và lúc nó hồi lại thì bạn có thể đánh đánh short nếu bạn muốn. Ok. Nhưng mà ok, uh, đây là những con số bạn nên quan tâm cho những những giờ tới đây. Ok. Uh, thì bây giờ để mình nói luôn cái tín hiệu đi xuống. Ok, tín hiệu đi xuống là cái tín hiệu đầu tiên là con số nào. Ok. Uh, rõ ràng. Thì vừa rồi là nó ngừng chân ở đây là đâu có cả... mình qua cái cùng 1 giờ đi ha Ok một giờ Ok à, tín hiệu đi xuống cái okay. tín hiệu đi xuống đầu tiên á, thì nó vừa đi xuống rồi Ok là cái con số 28.000 28, à, 28 uh, 800. Uh, 800 Ok à, cái kính tiểu thứ hai là nó rõ ràng rõ đây rõ ràng mình vẽ ra một cái bức tranh giống vậy mình nhìn rất là rõ ràng tín hiệu thứ hai là đây khoảng có 20 28.000 28.200 Ok và tín hiệu thứ ba là là đây. Ok là 20 27.600 là có nghĩa là nếu mà nó cứ cái đà mà nó cắt ngang xuống dưới đây, nó cắt ngang xuống đây, cắt ngang xuống đây á và con số cuối cùng luôn á là 27.300 là mình biết là cái ngày mà gặp 25.000, 24.000. Ok, 26.600 là nó nằm ở trên bàn Ok, thì mình phải dựa theo và không chỉ vậy luôn, mình dựa theo cái cái hình tam giác nó đang đang xảy ra cho những ngày vừa rồi thì nó chả có một chuyện gì xảy ra hết. Ok, biết là hôm qua có cái fomc Meeting và ok power vào tuyên bố cái này cái nọ và mình cũng đã làm video cho bạn. Nhưng là nó vẫn nằm ở trong cái hình tam giác xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên và đây là những cái cơ hội để bạn chốt đơn rất là dễ dàng. Ok, uh, uh, mình uh, okay. rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Ok, giống như tối hôm qua, cho cái uh, dự kiện hôm qua thì uh, riêng cái dự kiện hôm qua thì mình nói là chắc là uh, Uh, nó sẽ đi ngược lại số đông số đông nghĩ là 25 mươi point có nghĩa là rất là bearish có nghĩa là giá phải đi xuống đúng không nhưng đúng đúng mà lúc mà nó ra thì con giá nó con giá mình nhớ là lúc mình làm cái phát trực tuyến cho bạn á là con số là 27.300 và sau đó nó bập bên bập bên đi lên ok nó đi ngược lại số đông ok rồi sau đó nó xả xuống lại rồi nó lên lại ok lên lại ok và đáng lẽ là số đông nghĩ là nó sẽ đi xuống đúng không 25 basis point mà cái đó nó rất là tội, uh, uh, không tốt cho 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 nguyên cho nguyên cộng đồng nước mỹ nhưng tại sao nó lên rồi nó xuống rồi nó lên lại thêm một lần nữa ok ok thì thì bạn phải đặt ra câu hỏi đừng có bao giờ đi theo số đông hết đó đi ngược lại số đông số đông nghĩ nghĩ như thế nào thì mình thường thường mình đi ngược lại á, thì thì cái phần trăm gọi là chúng nó cao hơn dựa theo những cái lịch sử mình mình những cái lệnh mình đã đánh trong lịch sử hồi đó đến giờ. vậy ok Uh, tín hiệu đầu tiên thì uh, mình đã gọi là nó đang nằm ở đó rồi nghe cái tín hiệu mà nó đi xuống á, là là 28.800 trăm uh, tín hiệu thứ hai thì có thể là nằm ở đây ok và tín hiệu thứ ba là là ở đây và tín hiệu thứ cuối cùng là ở đây là cái đà đi xuống đi xuống ok ok có thể nghe cái cái mình phải dựa theo con giá nó cắn đi đâu để mình biết mình chốt đơn ok cho là một ví dụ đi ha ngay bây giờ nó nó dừng chân đúng ở 28.800 luôn. Ok và ở đây nó sẽ ở đây vài tiếng đồng hồ. Ok. Mình nhảy qua coi cái nến 4 4 tiếng. Ok 4 tiếng. Ok. Mình thấy nó nằm ở đó. Ok mình kìm thêm hai ba cái nến 4 tiếng nữa mình thấy nó cứ nằm nằm với vẫn ở đó thôi mình dựa theo ok um, uh, osi mình thấy nó vẫn còn thấp ok nó có đà quay đầu đi lên ok uh, mình dựa uh, mình nhìn vô vậy ok và mình thấy nó có đà là đớp 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 lên chút xíu và nó cắn những cái con số kế tiếp là có thể là uh, đây là 28.800 đúng không con số kế tiếp là gì? là 20 29.000 uh, cho là 100 200 gì đó là bạn có thể thu gom vô từ từ mua vô từ từ nhớ phân cái tiền của bạn ra mua vô từ từ và nó lên vài trăm đô là bạn xả ra ok à, từ đây tới đây là 500 đô ok cho những cái người mà có một bitcoin mà người lấy ra giao dịch đó, mà mình biết ok à, à, những bạn theo dõi của mình đã à, có hơn một bitcoin ok thì cái việc mà làm 100 trăm năm đô một ngàn đô cực kỳ dễ dàng ok bởi vì cái thị trường ngay bây giờ nó nó gọi là nó nó đi ngang, ok, và đến lúc mà nó đi ngang, xuống lên xuống lên xuống lên nhẹ thì chốt đơn rất rất là rất là dễ, ok, um, ok, đang, ok, cái hình tam giác này cũng cực kỳ quan trọng nghe, lúc mà nó phá vỡ vào cái hình tam giác nghe, thì cái đó là nó cũng là một cái tín hiệu nói là cái cái sóng là nó 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 đi xuống, ok, à, và dựa theo những cái con số, à, để dựa theo những con số đây luôn, ok. À, thì nó nói lên câu chuyện nếu mà nó đi xuống mà nó đớp đớp những cái con số này thì là cái trend nó đã quay đầu đi xuống và chuẩn bị tiền để thu gom vô à, đợi nghe chừng nào mà mình thấy là cảm thấy là cái đáy là mình thấy nó đã đáy rồi đó thì mình sẽ cho bạn thói, uh, tín hiệu lúc mình mua vô thì bạn có thể mua vô theo và đu đỉnh lên để 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 chốt được ok à, ngay bây giờ thì nó không có chuyện gì xảy ra hết nó nghe vừa rồi nó có hồi xuống đâu và vài trăm đô nghe đâu vào ba, ba ba bốn trăm đô nhưng nó vẫn nằm ở trong cái cái hình tam giác này nó chưa đi đâu nó chưa nói lên câu chuyện gì hết ok và nếu mà nó tiếp tục đi tới cái mũi thì tới cái mũi nó bung sẽ mạnh hơn nhưng mà nếu mà nó bung ngay bây giờ gần đây thôi thì nó sẽ bung yếu hơn ok thường thường nó là vậy ok um, thì đây là những con số mà lúc nó đi lên bạn nên bạn nên bạn nên, bạn nên uh, quan tâm ok những con số đi xuống thì nó nằm bên đây ok và đây là những cái gọi là những cái tín hiệu ok um, tới đây nó nếu mà nó cắt nó nó có thể đánh vỡ lại Ok, đánh vỡ lại thêm một lần nữa 29.300 là có thể là cái xu hướng nó đã nó có thể là lên cái sóng sóng đi lên thêm một đợt đợt nữa tới những con số này rồi sau nó mới mới cái sóng hai nó mới xảy ra hoặc hoặc nó có thể bắt đầu đi xuống luôn ngay bây giờ. Ok, và mình sẽ dựa theo những con số để mình biết chuyện gì chuyện gì đang xảy ra. Thì cái đó là hai cái gọi là hai cái scenario, hai cái hai cái mà mà có thể cái phần trăm xảy ra rất rất là cao dựa um, dựa theo tất cả những gì mình thấy nằm trên bàn ngay bây giờ ok à, ngay bây giờ mình chứ không khung 1 giờ ok thì bạn cũng thấy thấp xuống thấp xuống đúng không à, cái đây nó không thấp xuống lắm ok ví dụ phải nhìn phải 4 giờ đi ok thấp xuống thấp xuống thấp xuống ở đây nè ok đợi nhà nó nếu mà nó bung lên nó tạo một cái gọi là một cái 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 cái, cái, cái móng mà nó nằm ở trên cái này nha nằm trên cái này thì đó là một tín hiệu cực cực kỳ tốt là cái thị trường này nó có thể đi tới những con số, con số này. Nhưng mà nếu mà nó tạo, nó tạo thêm một cái móng mà dưới cái này, dưới cái này, nghe gọi là lower low á, low thì thì nó nó là gọi là không không tốt. Có nghĩa là nó nói cái thị trường đã đi xuống. Nhưng mà nếu ở đây, nếu mà nó tạo một cái móng nằm ở trên đây, ok, trên cái thằng này, trên thằng này, ok, trên cái chỗ này, ok, trên chỗ này, ok, đâu đây, ok, thì nó là nói lên câu chuyện là nó sẽ tiếp tục để gặp những cái con số ở trên đây, ok. Và cho những người mới nhảy vô ok thì chốt đơn chốt còn sao nhớ là lúc mà nó lên thì nó không phải đi một cái vèo lên tới 32 đâu ok à, nhiều lúc nó lên tới 29.800 là nó hết xăng rồi Ối sai quá cao rồi Thì nó phải ngồi lại Thì có nghĩa là bạn canh ở trên cái đỉnh cái đỉnh của nó Ok, để mình bán Rồi xuống Ok, nó xuống lại 29.300 Thì mình thu gom vô từ từ Rồi mình lên Lại mình bán Hay là nó có thể xuống tới 25, 28.700 thì mình thu gom vô ok tại sao mình biết chỗ đó là đấy ok bởi mình phải dựa theo cái nến ok nó đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang một thời gian dài mình thấy nó có tín hiệu bắt bập bên đi lên thì lúc đó là mình mua vô từ từ mua vô từ từ và bán ra cũng bán từ từ vậy thôi ok à, mình nghĩ là mình đã chia sẻ hết tất cả những gì mình đang suy nghĩ rồi ok cho bạn ok nhớ là đây là cái OK, nếu cho những người nào muốn vẽ, OK, thì đó là khoảng cỡ cái con số khoảng bao nhiêu để bạn chốt đơn, OK. 25 Ok 25 24 là nếu mà nó đi xuống và nếu đi lên thì khoảng 32 33 Ok đi lên Ok vậy thôi mình tên là Daniel tới từ tiên mình kênh về đầu tư Bitcoin hay nhất tại Việt Nam Việt Nam xin chào mọi người okay, chào mọi người